Thưa quý vị và các bạn, với một khối lượng kiến thức quá lớn, Nguyễn Minh Triết, học sinh chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, đã để lại những ấn tượng trong lòng khán giả chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, từ cuộc thi tuần, thi tháng cho đến cuộc thi quý. Chiến thắng giành phong Nguyệt Quế với 290 điểm tại cuộc thi quý 2, Nguyễn Minh Triết đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng em, của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học mà còn cho cả tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Triết qua phóng sự sau. Chia sẻ cảm xúc của mình về cuộc thi, Minh Triết cho biết khoảnh khắc ý nghĩa nhất với em là khi giành được 30 điểm trong gói về đích của thí sinh khác và chắc chắn vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Triết cho hay, em bắt đầu theo dõi chương trình này từ khi 4 tuổi. Đến khi trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, em cũng bắt đầu định hướng ôn luyện nghiêm túc cho mục tiêu chinh phục sân chơi này. Để là đại diện của trường chuyên Quốc học, Minh Triết đã vượt qua nhiều vòng thi, là quán quân của cuộc thi Nguyệt Quế Đỏ cấp trường, mô phỏng giống các trận đấu Olympia chính thức. Từ đánh giá bản thân có thể mạnh trong những câu hỏi về lĩnh vực văn học và hiểu biết chung, em chia sẻ thích nhất phần thi khởi động và cho rằng phong độ ổn định nhất ở phần thi này. Khi mà giành được chuông ở câu hỏi quyết định thì em thực sự đã rất là ngạc ngào lúc đó và em đã bật khóc ở trên trường quay. Trường Quốc học của em đã đợi 7 năm để có được một câu truyền hình lần thứ 6. Olympia đối với em là một giấc mơ và việc đem về được cả một vinh quang cho một tỉnh thì em thấy đó là một cái điều mà em không có gì để diễn tả nổi. Khi mà bạn đã đem chiến thắng và mang những cái niềm xúc động về cho lớp cũng như là trường Quốc học và tỉnh Thừa Thiên Huế thì khi nói tụi em chẳng biết làm gì hơn là cảm thấy rất là vui và kiểu cảm thấy tự hào cực kỳ. Trước vòng chung kết thì tụi em biết bạn rất là lo lắng, cho nên tụi em kiểu cũng thoải mái với bạn để cho bạn có cảm xúc tốt nhất và để chuẩn bị cho cái chuyến hành trình của mình. Được bạn bè, thầy cô nhận xét là hòa đồng, cầu tiến và có kế hoạch rõ ràng trong việc học tập. Dù không làm cản sự lớp, Triết vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào, thích bóng đá, văn nghệ. Từ nhận mình không quá nổi trội ở môn học nào, cũng không có bí quyết học tập đặc biệt. Nhưng bù lại, Triết học đều các môn, và trong từng môn học, em đều tự nhủ phải nắm chắc kiến thức. Gần 2 năm học với bạn thì em thực sự rất là nể bạn. Ở lớp là em thấy bạn Minh Triết là luôn luôn là một người thực sự là chăm học, khi bạn luôn gọi là rất là tập trung vào bài giảng ở trên trường. Bạn cũng là một người có tinh thần gọi là trách nhiệm khá cao, khi tất cả các hoạt động ở trên trường là bạn đều tham gia đầy đủ, tích cực. Minh Triết là một học sinh rất là chăm học, và cái điểm mà nổi bật nhất ở Minh Triết chúng tôi thấy đó là cái sự quan tâm đến những người xung quanh, lễ phép với thầy cô, trang hòa với bạn bè. Và khi em giao tiếp trong một cộng đồng, trong một xã hội thì em luôn nghĩ đến những người xung quanh trước, chứ không phải là nghĩ về bản thân mình. Em nghĩ điều em chuẩn bị nhiều nhất chắc vẫn sẽ là kiến thức cũng như là một tâm lý thi đấu thật tốt. Bên cạnh đó thì em vẫn nghĩ đây sẽ là một cơ hội để mà em có thể thể hiện và chạy hết mình một lần cuối trên đường lên đỉnh Olympia. 7 năm chờ đợi cho một sân chơi tri thức mang tầm quốc gia tại Huế, hiện Minh Triết đang vừa học chương trình chính khóa ở trường, vừa tập trung ôn luyện để có thể đạt thành tích cao ở vòng chung kết sắp tới. Ưu tiên hàng đầu của em là ngoại ngữ và các mảng kiến thức còn thiếu, đồng thời cập nhật thêm các tin tức và các vấn đề mang tính thời sự xã hội. Với những gì đã thể hiện ở các vòng thi trước, hy vọng Nguyễn Minh Triết sẽ tiếp tục thành công ở cuộc thi chung kết, mang vinh quang, niềm tự hào về cho ngôi trường Hồng Quốc học và cho Thừa Thiên Huế.